Xin chào bạn, chào mừng bạn quay lại với channel mình. Ở video này mình chia sẻ với bạn một cái dự án mới ra mắt có tên là MailerSea để cho mình đào cái đồng SEA này, là cái đồng token trên cái dự án này họ phát hành cho mình đào. Và ở đây thì mình sẽ đào tự động và hiện tại thì dự án đang là chuẩn bị cập nhật ra hai cái phiên bản app cho là Android và iOS. Nên là trong lúc này thì mình tham gia mình sẽ là đào trên đồng website. Và cái đồng SEA này thì mình thấy ở trên web này họ cho mình cái chức năng là swap, và cái giá hiện tại mình thấy ghi là 0.01 đô cho một cái đồng token SEA. Và cái nội dung video này thì thứ nhất mình sẽ hướng dẫn bạn đăng ký cái dự án MailerSea, mình khai thác cái đồng SEA này, và phần cuối còn lại một ít giờ thì mình sẽ là hướng dẫn cho bạn tham gia cái IEO ở cái sàn là Orchard Swap với một cái đợt bán IEO lần thứ ba là đồng MyDAT. Và cái đồng MyDAT này thì mình đánh giá không cao lắm về cái dự án MyDAT, nên là lúc này thì còn lại cái thời gian mà rất ít mình mới là chia sẻ cho bạn. Vì thứ nhất ấy, nếu như mà dự án này mà khi mà bán IO này không thành công như hai dự án trước thì cũng khiến rất nhiều người là đu đỉnh, nên là trong lúc này kể cả mình có đăng muộn, nên nếu như bạn nào mà quyết tâm tham gia mua IO thì vẫn kịp. Còn bạn nào mà bỏ qua cái sự kiện IO này thì cũng là không sao nhé, vì mình nghĩ là cái đợt IO này nó không tiềm năng như hai cái lần trước đâu, cũng thể là sẽ đu đỉnh trong việc là mua IDO. Và cũng chính vì vậy nên là mình không view sớm về cái IO này. Thì kết thúc video mình sẽ là nói qua về cách mình tham gia. Còn bây giờ mình chuyển sang để hướng dẫn bạn khai thác cái dự án là MailerSea. Và đối với dự án này thì các bạn lấy được link để dưới phần mô tả, và mình sẽ là tham gia khai thác ở trên đồng website. Còn hiện tại thì app chưa có nhé. Và ở cái giao diện đăng ký này thì ở trên là username, tức là cái nickname cũng là cái tên tài khoản đăng nhập của các bạn sau này, thì bạn ghi và nhớ cái username. Tiếp theo thì các bạn sẽ là ghi email, và bên dưới là phần name, là cái phần tên này thì nó không bắt buộc đâu, bạn ghi muốn ghi tên gì vào đây cũng được. Tiếp theo thì bạn sẽ là ghi mật khẩu, và bạn gõ lại mật khẩu xuống dòng bên dưới mình xác minh, và bên dưới này thì bạn bỏ trống nhé. Bên trên thì là cái mã mới bắt buộc, và bên dưới này thì là cái phần mà vị trí là bạn bỏ trống. Tiếp theo thì đây là cái mã captcha dạng là toán học, thì các bạn nhìn thấy cái chỗ nó ghi là captcha này, các bạn ghi cho mình ví dụ là 3 cộng 12 các bạn ghi bằng là 15 ở đây. Xong rồi thì bạn bấm là sign up. Và sau khi các bạn đăng ký thì dự án sẽ gửi cho bạn một cái liên kết về cái mail này. Các bạn sẽ là mở cái mail lên, nhấp vào cái đường liên kết đấy để mình xác minh mail, xong rồi mới là đăng nhập được. Thì ở đây mình có tài khoản rồi, mình sẽ đăng nhập vào. Và ở cái giao diện đăng nhập thì bạn sẽ là ghi cái username và cái mật khẩu, các bạn bấm là sign in. Tiếp theo khi mà đăng nhập vào bên trong, ở cái phần nút home này là cái giao diện trang chủ, và tiếp theo để đào nó thì bạn nhìn thấy chữ pool ở giữa, bạn sẽ bấm vào cái pool này. Và trên này nó có một cái cây búa thì bạn bấm vào cái cây búa này để cho nó đào, và cái hình của mình đang đào thì bạn nhìn thấy là cái búa nó sẽ là lắc nư đây, và cái tốc độ của mình là 0.014 GH trên giây. Và hiện tại thì mình đang đào dở cái phiên khai thác này, và khi nào nó kết thúc một phiên thì bạn đăng nhập vào lại bấm vào cái phần búa này để cho nó sẽ là khai thác tiếp. Và trên cái dự án này thì khi mà các bạn tuyển Z mình sẽ không nhận được cái tốc độ đào, nhưng mà mỗi một Z thì bạn sẽ nhận được là 0.4 cái đồng SEA ở đây. Và tuyển được Z thì bạn nhìn thấy phần là xe này, bạn bấm vào nút xe này thì nó sẽ hiện cho bạn là hai cái đường link. Thật ra thì cái link trái và link phải là đều giống nhau thôi, các bạn là copy cái liên kết bên trên hoặc là cái liên kết bên dưới để bạn chia sẻ với bạn bè đều được. Bên này là cái phần là miner này, thì nó sẽ có chữ là withdraw và deposit. Thì hiện tại ở trên cái dự án này thì mình vẫn chưa nhìn thấy cái smart contract, nhưng mà ở cái phần mà withdraw này thì họ chạy trên cái mạng là Binance Smart Chain F20. Và bên dưới này là cái phần ví, thì mình cũng thể mình dán cái mã ví BNB ở trên ví chớt hay là ví MetaMask đều được. Ở cái phần amount này là cái phần mình nhập cái số lượng, thì hiện tại mình cũng đang là khai thác nên là cái sản lượng mình đào được nó vẫn là khá ít. Tiếp theo thì ở cái nút home này thì nó sẽ có phần deposit và phần withdraw và phần transfer, này là cái chỗ mình lấy cái đường link đi tuyển Z ấy. Phần transfer và phần swap này. Phần transfer này thì mình cũng chưa test, nhưng mà khả năng là mình có thể chuyển khoản nội bộ cho nhau. Tiếp theo thì ở cái phần là
SWOT này thì cái giá hiện tại của nó là 0.1 0.01 USDT trên một cái đồng C đây. Ví dụ mình ghi là 100 cái đồng C này thì mình sẽ được là 1 USDT, hoặc là 1.000 thì mình được là 10 USDT. Tiếp theo ở cái phần nút home này, các bạn kéo xuống bên dưới thì nó sẽ thống kê là cái tên của cái dự án này là C Coin Mining, và cái ký hiệu đó là C, số thập phân là 18, chạy trên cái hợp đồng thông minh của là Binance Smart Chain Gap20. Và tiếp theo thì cái nguồn cung tối đa của nó đấy là có 350 triệu, một cái nguồn cung cũng khá là khan hiếm. Và ở đây thì nó sẽ có những cái thông tin mạng xã hội như là Telegram này, YouTube và Facebook và Twitter. Thì đối với Twitter của dự án cũng là mới thành lập năm là 2023, và hiện tại đang có là 3.116 người là follow. Thì đây là cái bài mà dự án có tweet là sẽ là ra mắt cái phiên bản cho cả là iOS và cho là Android. Còn hiện tại thì đây là một cái dự án cũng mới thôi, nên là mình cứ tham gia mình khai thác miễn phí. Còn ở cái phần mining này, phần pool này thì sẽ có phần là mình tăng cái mã hash, nhưng mà cái này nó là cái danh mục đầu tư, thì đối với đầu tư mình không khuyến cáo cho bạn tham gia đầu tư cũng như là không hướng dẫn cho các bạn đầu tư. Đây thì các bạn cứ là tham gia để mình khai thác cái dự án này hoàn toàn là miễn phí. Ở cái phần nút home này, các bạn kéo bên dưới thì nhìn thấy là dự án thống kê những cái đối tác này, Tether và Tron này, Ethereum và Binance và Huobi. Và tiếp theo thì đây cũng là một cái dự án mới, nên là các bạn cứ tham gia để mà mình khai thác đã, và khi nó có những cái thông tin nào mới thì mình sẽ là ra thêm những cái video tiếp theo để mà cập nhật cho bạn nắm bắt được. Còn bây giờ mình chuyển sang cái phần hướng dẫn bạn tham gia cái IEO đối với là dự án MyData ở trên cái sàn Ochsner. Và như cũng nói từ đầu video thì đối với cái IEO cho đồng MyData này thì mình cũng không đặt cái kỳ vọng nó nhiều lắm. Chính vì vậy lúc này nó còn lại một cái thời gian rất là ít, thì nhân tiện mình view luôn cho bạn nắm bắt được. Nếu như bạn nào mà muốn tham gia thì cái thời gian này vẫn thoải mái để cho bạn tham gia IDO. Thì đối với dự án này thì hiện tại mình thấy có một cái lần bán riêng tư cũng là bán khá nhiều cái đồng token là MyData, và lần này là cái lần mà bán công khai. Và để mua được cái công khai này thì bạn cần phải có cái đồng là Wcoin. Ở cái mục là Swap này thì bạn có thể là đổi cái đồng coin của mình sang cái đồng là Wcoin. Ở đây các bạn chỉ cần là nhập số lượng cái đồng coin của mình thì sẽ tỷ lệ 1:1 sang cái đồng là Wcoin. Và tiếp theo nữa thì các bạn sẽ vào cái phần là có cái tên lửa lên, tức là cái phần cho mình tham gia mua IDO. Thì ở đây các bạn sẽ là vào chỗ đóng góp, mình sẽ là đóng góp được max là 100 cái đồng là Wcoin nhé, tức là mỗi một ví. Như vậy thì mỗi một ví mình sẽ được quyền mua tối đa là 100 Wcoin. Nếu như mà các bạn muốn mua thì các bạn vào phần đóng góp, mình sẽ là ghi cái số lượng co mình muốn là cam kết vào đây. Và sau khi mà kết thúc cái thời gian mà bán IO này thì sau 1 tiếng dự án sẽ là mở cái chức năng cho mình claim. Và nếu như mà cái số co các bạn cam kết mà không được quyền mua hết thì các bạn claim cả cái đồng MyData và cái đồng co về cái ví mà các bạn đang là liên kết ở đây. Thì trên dự án này lần này nó lại cho mình cam kết rất là ít cái đồng Wcoin, nên là mình cũng có mua thêm một cái ví phụ để nữa. Thì ví này mình cũng có là cam kết 100 Wcoin, và cái ví bên này thì mình cũng có là cam kết là 100 Wcoin vào đây. Cũng như là mình dự tính thì cái IDO đồng MyData này nó không phải là một cái nó tiềm năng lắm, nên là mình cũng thấy là cái số lượng người ta cam kết vào đây cũng khá là ít so với cái dự án bán đồng ăn và dự án bán đồng bâu trước đây. Thì hai dự án đấy là hai dự án mà rất tiềm năng, ai mà tham gia IO cũng là x2 tới x3 tài sản. Nhưng mà đối với dự án MyData này thì mình vẫn phải nhắc lại là dự án này mình không đặt kỳ vọng cho lắm. Nếu như bạn nào mà muốn tham gia nó hên xui thì các bạn vào đóng góp này để mình cam kết cái đồng Wcoin. Còn nếu như bạn nào mà không muốn tham gia thì bạn có thể là bỏ qua cái sự kiện IO này. Và mình nhắc lại một lần nữa là khi mà tham gia này thì bạn sẽ là cam kết được max tối đa là 100 đồng là Wcoin, và khi nào mà hết cái thời gian để mà cam kết này thì sau 1 tiếng dự án sẽ mở cái chức năng cho mình claim, thì mình sẽ nhận cái đồng MyData này. Với cái cam kết của mình mà không mua hết thì dự án sẽ là cho mình claim luôn cả cái đồng Co và cái đồng MyData về ví. Và để thêm được cái contract của cái đồng MyData ở trên cái ví MetaMask này thì các bạn sẽ là vào cái phần
Show Ads ở đây, các bạn bấm phần trao đổi ở đây, thì bên dưới các bạn sẽ là chọn cho mình cái đồng là MyDAT. Đây là cái đồng MyDAT này. Bên trên này thì bạn muốn chọn đồng nào để bạn show ads cũng được. Khi mà bán IO xong thì các bạn đảo mũi tên lên, các bạn sẽ là ghi cái số lượng của cái đồng MyDAT mà các bạn đang có. Và bên dưới này thì bạn có thể bán sang đồng Core hay là bán sang cái đồng CAD hay là tất cả những cái đồng token ở trên sàn đều được. Và các bạn nên canh cái giá, nếu mà thấy giá nó hợp lý thì mình nên là xả ngay nhé. Và để thêm cái contract vào ví thì bạn nhìn thấy là nó có biểu tượng ví MetaMask này. Các bạn bấm đây thì mình sẽ là thêm tự động cái contract của cái đồng nào MyDAT vào cái ví. Các bạn bấm là thêm cái token ở đây. Và như vậy video này mình đã là chia sẻ cho bạn về cái app mình khai thác đồng Si, và cũng là hướng dẫn qua cho bạn về cái tham gia IO của dự án MyDAT. Còn giờ mình chuyển sang cái phần là quay thưởng cho bạn trên cái bình luận của cái video trước. Ở đây mình sẽ tìm ra bạn đầu tiên may mắn. Rồi, chúc mừng bạn đầu tiên là bạn là Quang Nguyễn nhé. Mình sẽ quay bạn thứ hai. Bạn thứ hai, bạn là ơn 635 nhé. Chúc mừng bạn nhé. Thì hai bạn liên hệ mình qua Zalo và gửi cho mình cái mã ví TRX mình trả thưởng. Và mình xin là kết thúc video ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi.